nhường cho Hải Yến giới thiệu trước về đội của mình đi. Tự phong đội trưởng đó, Hải Yến. Bên này là Phương Anh. À, còn bên này là Adam Hoàng Anh. Đứng đâu quên tên luôn rồi chứ. Bây giờ Kelly, xin mời Kelly giới thiệu. Trời ơi, em biết Kelly luôn thật không? Kelly sẽ cùng chơi với Bạch Công Khanh và Thanh Duy. Anh bảo chị đi, anh qua với em thì em cho anh ăn chung nha. Qua đi ạ, nếu mà qua với lại là bò luôn á. Qua là không ăn thịt bò, ăn mà mình thêm luôn. Ăn xong rồi múa sao? Không, em mỗi lần hưng phấn là vừa ăn vừa múa. Đó là chị đi chứ hưng phấn gì. Mua chứ phải là xúc ăn được đâu. Đã từng giá bao gạo 100 kg chưa? Không, mình phải chuẩn bị cho mùa đông. À, ý là gấu mùa đông. Ba, đang nói cái gì vậy? Con sò điệp là sò điệp của Nhật, nhập từ cảng Okinawa Kuchiki. Bò lắc giấm, lắc giấm, lắc giấm. Bò lắc giấm, lắc giấm. Ủa lắc giấm đi đâu lắc giấm? Ai nói anh cả tâm linh? Đúng. Không, nhưng mà nó có phản quá không? Có khả năng mà có biểu mang mời lên người. Đúng. Ra là mũ đèn của em là bị điên rồi. Ăn đi. Không ăn gọn nha. 1, 2, 3 Hoài Nguyễn. Nhìn cái ngón tay út thấy nghi nghi rồi.